Hello mọi người, clip này thì mình sẽ làm về cây phi tiêu Batman phiên bản CF. Vâng, cây này nó rất là chất nên chúng ta có thể gọi là chất chơi người rơi. Đấy. Đam của cây này nó cũng bằng với lại phi tiêu của Venus thôi. À đồ, chất đấy, vâng, rất là chất. Trận đầu tiên làm hẳn tơ cho nó chất anh em ạ. Này thì lượn đi đâu? Vâng, một khi mình đã cầm tơ ấy, thì cái phòng đấy, nó kiểu gì nó cũng trải qua rất là nhanh. Thu đi để lại lá vàng, tơ đi để lại muôn vàn vết thương. Rồi đấy rồi. Lượn đi đâu hả con lợn này? À cầm A12 vít. Rồi thẩm du, đường nào cho nó thoát bây giờ? Còn một thằng nữa. Ây da, thiệt nó khổ đi mà. Chạy đâu? Ôi cầm súng nữa. Mày cầm súng đi đâu? Rồi vĩnh biệt. Quá nhanh anh em ạ. Anh em đoán là được bao nhiêu phút? Mình nghĩ là cũng tầm đúng 1 phút đấy. 2 phút 40. Mà pha lúc nãy kết thúc là 1 phút 40. Đúng rồi, 1 phút. Quá nhanh và quá nguy hiểm. Đấy, anh em có thấy chất chơi người rơi không ạ? Vâng, đã làm người rơi thì phải chất chơi. Không chất thì làm gì? Nó lại thùng hàng đâu cái này. Rồi mình sẽ tiếp bước cho những bạn tơ, những bạn dô mai non. Đó là những quả flat và những quả khói cực kỳ là khả ái và ngây ngất lòng người. Ơ, sợ chết rồi. Rồi tốn bom của mình thế. Biết thế không táng lên làm cái gì. Ôi, thằng nào nó KS nhìn vãi. Vâng, phi tiêu này thì đam nó cũng thế thôi nha mạng. Được cái thì nó nhiều phi tiêu. Ấy, nó nhiều hơn Venus rất là nhiều. Nên mình rất là thích. Tại vì phi tiêu của Venus thì nó có được 6-7 cái thôi. Chơi nó không sướng. Vâng, cái này thì quá nhiều. Chơi thoải mái luôn. Bơi vào đây. Anh dâm non đây nhỉ, máu chiến quá. Ôi, thôi. Máu chiến như thế ai chơi? Cào xa vãi nồi. Vâng, lại đây, lại đây. Lại đây. Ui, thằng nào đáp bom ấy. Kinh. Một quả đáp bom đầy sự khiêu khích. Nhưng anh dâm non vẫn đuổi theo mình. Thật là vi diệu. À, có hero, tuyệt vời. Bơi vào đây. Anh dâm non vẫn không thể tha mình anh em ạ. Không biết là mình có cái thứ gì mắc nợ của nó. Vâng, này thì đuổi theo này. Đến đây. Trời ơi, con lợn này. Yêu lắm cơ. Ôi sao phi phát được, phát trúng ấy nhở? Chắc là mạng mình lag hay là bị dí. What the hell. Rồi tốn phi tiêu quá. Còn 7 cái thôi. Thay đạn nó rất là nhanh. Chỉ cần vung lên một cái, rớt xuống là chúng ta đã full đạn rồi. Thật là vi diệu. Vâng, chúng ta có thể gọi đó là chất chơi người rơi. Anh em biết chưa ạ? Thật là vi diệu. Đâu rồi? Có giúp bay này. Thế mình sẽ biến hero để thu hút mọi ánh nhìn. Bố mày ở đây. Lại đây nào. Mình tao cần tất. Ăn tất và ăn cả đất xung quanh. Thế thôi. Á đồ. Lại đây đông thế. Trời ơi anh tơ. Ủa ôi thôi thôi bình tĩnh. Tất cả hãy bình tĩnh. Cút cút hết ra để cho ân thể hiện. Rồi, hai bé. Ủa ôi, làm gì mà căng. Ủa ôi, thằng tơ. Một chưởng thôi, nó thấm ngay vào người. Ghê thật. Vâng, không biết là nó chưởng kiểu gì mà xà thế. Mày pha đấy hết giờ. Mình thấy cũng hết giờ rồi, mình biến để thu hút mọi ánh nhìn. Đấy, cả map mà nhìn vào thì biết là mình đẹp trai cỡ nào rồi. Vâng, mạng hôm nay hơi lag nên thực sự là cái phong độ chơi hay thì nó không được tốt. Lại tẩm du thùng hàng đây. Rồi, flat, bom các kiểu được ném lên cái khu vực thùng hàng để cho nó làm góp thêm phần sôi động. Rồi, chết hết. Chết hết rồi. Vâng, hay lắm. Mình phi tiêu vào để làm màu thôi. Kiểu như là bắn pháo hoa ấy. Đấy. Vâng, các bạn đã chết rồi thì hãy để lại hero đi ạ. Mình rất là thích điều này. Vâng, té rồi. Lên đây cho nó chắc để kiếm cái hero. Các bạn cứ nhiệt tình đi. Ủa ôi, còn hai thằng trên cái mỏm đá đấy nữa. Thật là vi diệu. Ủa ôi. Rồi, bình tĩnh thôi bạn hủy diệt. Làm người ai làm thế. Ôi đủ. Bọn này AFK kìa. Rồi anh hủy diệt. Anh diệt ấy, anh ấy vẫn đuổi theo mình. Không biết là bằng cách gì mà lại phát hiện ra mình thế. Hay quá.
Hết rồi, rồi. Ném vào đầu cũng hơn 1.000 dam ấy. Không phải chuyện để đùa đâu. Cái này mà mượt mượt một tí mình sẽ test cho các bạn xem. Nhưng bây giờ test chơi chơi thôi. Chơi vui chơi là tính, vui chơi là chính. Rồi, kinh quá. Không ai lên được đây này. Mình biến hero để thu hút anh nhìn ta. Như này chán quá. Không biết làm gì. Đây, mình ở đây. Ôi, mệnh quá cơ. Cái này nó mệnh vừa lới. Té thôi, qua đây. Không biết là có ai đuổi theo mình không. Ơ, có được một con là sao nhở. Đây mình lướt qua là y rằng 4-5 con. Đây nào chỉ được một con nó đuổi theo. Rồi, may quá. Nhờn nhờn với lại lão Tokuda này. Chết người. Vâng, lại lát. Rồi, hết giờ mà không có bài đuổi theo. Chán lắm anh em ạ. Phải biến hero để thu hút mọi anh nhỉ. À, hiếp thằng Tơ này. Có AFK luôn. Trời đất. Vâng, 8 giây, 6 giây. Ơ, không ăn được đấy. Ôi, thôi xong rồi. Không được kill nào luôn. Vờ lời chứ. Biết thế mình bắn luôn ạ. Mình cứ tưởng là cái pha đấy mình giết được rồi. Mình sẽ ăn thêm thằng tiên chớp. Đấy người ta gọi là tham thì thâm. Mà dầm dê thì sẽ bị liệt chim. Thế thôi. Vâng, nó hơi bị lag quá. Ping tận 140 mấy. Thì thật khó hiểu. Không biết là dạo này cái mạng nó bị lỗi gì. Không biết lại đứt cam nữa hay sao. Bữa thấy rất là mượt mà tự dưng mấy ngày hôm nay lại lag. Khó hiểu thật. Đúng mấy ngày update toàn súng ngon thì lại lag. Rồi anh ta cầm Gatling gốm sứ. Đứng đây bắn sấy như một vị thần. Vâng, chúng ta có thể gọi nó như là bắn sấy như một cái máy. Á đủ thằng nào vờn vờn phía dưới ấy. Nhìn thoáng qua thì bóng dáng của chị tá. Đấy, có sai đâu. Lấp ló ở phía dưới rồi. Ghê quá nè. Vâng, nói nhặt hòm nhưng bây giờ chưa nhặt hòm này. Đấy, phải nhặt hòm. Cái phi tiêu này thì súng phụ nên các bạn có thể gọi như là cover thôi. Nếu mà đi trong range thì tuyệt vời đấy. Ủa, ủa ơi. Cái này người ta gọi là nghịch ngu ấy. Vâng. Thùng hàng nó đông quá. Đậu xanh. Mày quay tay này. Ô, không chết này. Không chết này. Rồi, tuyệt vời, một bé ra đi. Và bây giờ thùng hàng phải thất thủ thôi. Này thì cầm dao là chém này. Nghĩ gì? Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Rồi, clear. Hay quá. 7 kill. Multi chăng? 7 kill đã được multi chưa ta? Vâng, multi về zombie. Multi về zombie. Á đồ, bình tĩnh thôi. Mình tính nhặt hòm đồ top các kiểu. Nhưng vào test súng là chính. Ấy chứ nhầm, test phi tiêu là chính. Còn nhặt súng chỉ là phụ thôi. Vâng. Đã thế còn ké thêm nghề zombie nữa. Vâng. Mình chơi 3 nghề lận. Đây rồi, con hàng này. Làm gì ở đây? Quay tay à? Quay tay à? Rồi, thôi xong rồi. Yêu lắm, yêu đuối quá cơ. Vâng. Mấy hit là chết. 8 kill rồi. Multi. Vâng, multi về Zumbai ạ. Hết rồi. Ô, sao không xuống này. Trời ơi, rồi thằng kia chết. Một mả Zumbai nó úp sọt vào tường. Thật là chết. Chết chơi. Thằng hero nó không biết chạy đường nào. Nó dí mặt vào tường. Ngủ thế. Sao pha đấy không lượn ra nhở. Vâng, nếu mà ở Việt Nam thì pha đấy là nó sẽ bị một pha lừa tình đầy đẳng cấp đến từ những anh hero. Còn cựa này thì nó úp sọt vào tường thì cứ dí mặt vào tường thôi. Rồi. Rồi. Một quả flash được tung ra thì ngay lập tức lúc đó sẽ có zombie hiện hình. Vâng, lại một mà zombie cào cấu xé nhau. Rất là nhiệt. Vâng, anh em có thể thấy ở dưới. Rất là nhiệt. Vì nhiệt quá nên Ân phải chạy thôi. Tại vì cái pha đấy mà còn đứng nhây chỗ đấy, kiểu gì cũng chết. Vâng, té 36 kế. Chuồn là thượng sách. Mình cầm phi tiêu mà. Có cầm súng đâu.
À đồ tơ đuổi theo này. What the hell? Mình ở bên kia chạy qua đây. Vâng, vẫn đuổi theo. Tao có thủ oán gì với mày chăng? Vâng, chắc là trận đầu chặt chém nhau không được đấy mà. Rồi, bơi hết vào đây. Bố mày cân, thế thôi. Vâng, trận nào có hero mà không được trận nào tỏa sáng thế nào nhỉ? Rồi, kiếm thêm EQ trước khi biến hero. Ôi ôi, thằng này ăn cận chiến này. Ăn cận chiến này, ui. Xong rồi. Bình tĩnh, bình tĩnh. Làm gì mà căng? Làm gì mà căng? Rồi, một bé. Rồi, lượn đi đâu tớ ơi? Lượn đi đâu? Ô, thằng nào cao phía sau? What? Kinh vậy. Vâng, đã lấy được top 1. Mình sẽ kết thúc clip tại đây. Các bạn xem mình thấy hay thì đừng quên like và subscribe kênh của mình nha. Bye bye các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những clip lần sau. Vâng, mạng lag này nó rất là gì.